Trên bãi tập, tiểu đoàn tác chiến điện tử 97, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đang triển khai cho tổ đài sóng ngắn, sóng cực ngắn, huấn luyện nội dung chiếm lĩnh trận địa, triển khai khí tài. Sau khẩu lệnh của đài trưởng, hành động của kíp trắc thủ và lái xe được triển khai nhanh chóng, khẩn trương, chính xác. Bộ đội làm chủ được trang bị kỹ thuật, đúng ý định bài tập. Thì đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chuyên ngành để cán bộ chiến sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt. Thì ngoài việc hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ huấn luyện, thì bản thân từng đồng chí phải tích cực học tập, nâng cao tự học tự rèn, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là việc khai thác sử dụng các loại khí tài tác chiến tử, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, kế hoạch của Bộ Tham mưu về nhiệm vụ tác chiến điện tử, tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu. Tiểu đoàn luôn duy trì thường xuyên có chất lượng công tác trinh sát, kiểm soát trường điện tử trên các giải sóng vô tuyến điện, nắm chắc tình hình điện tử trên địa bàn quân khu. Đặc biệt quản lý theo dõi chặt chẽ các mạng, hướng thông tin liên lạc, giám sát các mục tiêu điện tử, tập trung trinh sát các dấu hiệu có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phối hợp với các lực lượng của quân khu, lực lượng tác chiến điện tử của bộ, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch phản động chống phá, kịp thời báo cáo cấp trên, sẵn sàng xử lý các tình huống. Trong cái trực là chúng tôi phải hết sức tập trung, không để bỏ sót bất kỳ tần số nào và thường xuyên nâng cao kỹ năng của mình trong trinh sát tổng hợp tất cả tình hình điện tử. Khi mà có bất kỳ tình huống nào xảy ra thì các đồng chí đó phải nắm và phân tích dữ liệu, báo cáo cái chỉ huy một cách kịp thời, cụ thể để người chỉ huy đưa ra các xử trí trong các tình huống. Trong điều kiện khó khăn, cấp ủy chỉ huy tiểu đoàn tập trung kiện toàn hệ thống cơ sở kỹ thuật, đặc biệt là nhà xe, nhà kho ngày càng chính quy, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và bảo đảm kỹ thuật cho các loại khí tài. Đồng thời, chúng tôi tập trung làm tốt công tác huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện cho bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các loại khí tài trong biên chế, nhất là các loại khí tài mới, hạn chế những hư hỏng do lỗi chủ quan, giữ tốt, dùng bền, khai thác hiệu quả, an toàn các loại khí tài được giao. Bằng sự cố gắng, nỗ lực và tích cực huấn luyện, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 97 đã từng bước nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây chính là tiền đề vững chắc, cơ sở bảo đảm cho đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm người sẵn sàng, vũ khí trang bị kỹ thuật sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.